Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ lên một chiếc diều siêu phẩm, diều bẹn cá. Đây là con diều mình mới lên cho em Dài đấy. Em Dài thả diều, một con diều bẹn cá xanh hồng, màu hồng lướt tính. Màu hồng lướt tính các bạn thấy không? Nhưng thực chất là nam tính các bạn nhé. Thật đấy. Bây giờ thì mình sẽ cho em sức kéo con diều này. Đây là con diều nèo đầu tiên các bạn nhé. Nèo đầu tiên luôn này, vuông hình tam giác. Đó. Giờ thì cho ông em đi kéo diều các bạn nhé. Đấy thì em trai, cho em trai của em là người đâm. Đấy em đâm đi. Cầm nước cặp sách vậy đâm. Đấy đi. Hai cho hai anh em kéo còn giờ cháu đi đằng sau quay hai em kéo nhé. Em kéo em thả từ từ dây rồi nhá. Ok. Đó, rồi em kéo xuống đi. Ok anh ơi. Đấy thì các bạn có thể thấy ở trong video này,
Đây, mình đang bay các bạn nhé. Các nhìn rõ cái điều không? Đấy, trắng trắng đó. Trắng trắng xanh xanh, xanh không hợp. Cúc 350 đấy. Đây bạn ơi, hiện tại là mình đang cho Flycam bay vòng tròn theo chiếc diều nhá. Đấy. Chiếc Flycam nó đang nhận dạng để bay theo vòng gió. Bay theo vòng gió thay theo vòng tròn của chiếc diều các bạn ạ. Đó. Ok, chiếc diều cuối cùng cũng đã kéo xuống tới nơi rồi các bạn nhá. Đó, ok. Rồi. Đấy thì con này là mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn nhá. Đó, hôm nay là trải nghiệm thả con diều kia cũng đã thành công tốt đẹp rồi. Ok. Nèo đầu một phát lên luôn các bạn ạ. Mình chưa chỉnh gì đâu. Giờ mình đang cho phần này cam xuống. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Hôm nay mình quay video hơi muộn tí các bạn ạ. Đây là mình làm video buổi chiều giờ khoảng độ 5:30 rồi ấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau nhé. Bye bye. Thì mình cũng xin giới thiệu một cái nick. Ok, đây chính là nick Facebook của mình nhá. Mọi người có thể kết bạn với Facebook của mình nhá. Đó, Nguyễn Đức Quang này. Chụp ảnh với anh Nguyễn Thành Nam nhá. Đó, ok.